trời ơi, ta nói năm nay Ngọc Hoàng Thượng Đế cho cái lệnh là táo được ở dưới trần gian, cho nên thay đổi từ sáng giờ, thay được cái đầm cái mão thay hoài không được. Đúng là cái số rồi, mà cái số táo. Nhưng mà đeo vậy ta mới biết em mà táo còn xanh nha quý vị. Ai muốn hái ăn hái. Quá tươi xanh, tại vì em là beauty, là thẩm mỹ, cho nên em đẹp, trời cho. Đẹp như là mẹ đẻ ra đã từng đẹp. Dạ có sữa nhiều. Khai thiệt tại em thẩm mỹ mà. Nhưng mà cái bản của em mà để vậy đó, giống như là mẹ đẻ ra là đẹp rồi. Hôm nay Ngọc Hoàng Thượng Đế cho xuống đây, hợp tại cái beauty của em để up the Apple Midin Day. Nghe cái tên dễ thương hết sức vậy đó. Trang hoàng lộng lẫy hết rồi. Bây giờ chỉ đợi Ngọc Hoàng Thượng Đế xuống thôi. Nói có mở cho chương trình ca nhạc. Trời ơi. Giờ đang mua đen quỷ này, dạ mua cục hát luôn. Phần là con gái chưa một lần mê trai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rồng ngày dài. Trời ơi, cái hơi của em nghe tới nữa. Rồi tới vậy? Rồi chắc là chỗ này rồi. Đây ai vậy? Hello, hello Las Vegas, you good, you win. I'm not win. Big loss. Oh my God, here is good. Good, good, good. Here, good, good location. Here, right here. Cái cha nội nè. Lấy cái cây mà chọt chọt cho đây. Good, 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 nào nào. Tôi đang up lên nó được apartment rồi đó. Ông chọt nó sập một cái như chợ bàn cờ là ông đền cho tôi đó. I'm sorry, madam. Gì madam? Người ta xanh lè vậy, tươi vậy mà là madam. Oh, I'm sorry. Sorry, good morning, beautiful girl. Đó, phải girl chứ đam đâu mà đam. Oh, yeah, can you hit me? Bỏ đi, ông không có cơ hội làm chuyện đó đâu. Làm chuyện khác đi, nói tiếng Việt được không? Trời, người Việt Nam mà không nói được tiếng Việt sao? Nói tiếng Việt đi, tôi ghét người nào người Việt Nam mày đặt chọt chọt. Tiếng Anh vô nó cũng giống ai trời. Không phải, tại mới qua Mỹ 3 tháng mà nói tiếng Anh gì để người ta biết mình ở Mỹ lâu. Nói người ta nói thứ tiếng thôi phải không? Pha trộn giống ai trơn á, who that boy? Vậy vậy? Bà nói pha trộn và who's that boy? Dạ, xin tự trân trọng giới thiệu với chị. Tôi, Economy Apple. Táo dạ. Kinh tế. Ủa, vậy là dòng họ táo với nhau. Yeah. Nãy giờ quên nhìn cái mão của anh. Có password, có mật khẩu gì không anh? Bankruptcy. Tát một cái bây giờ nha. Trời ơi, ông kinh tế định mà bị mượn tiền, ông la bankruptcy còn gì nữa tôi nói. Không phải. Nói lộn, chưa có nói hết. No bankruptcy. Vậy mới được. Trời ơi, chị nhìn thấy cái nhà tôi có điều kiện, tôi bận đồ, xứng xa học lụ với giày mà làm sao mà tôi không có tiền được. Chà, hột dữ ha. Ở đời ông bà mình nói câu hay, người thiếu gì cần cái đó. Ê, chị nói vậy là làm sao? Ai biết, thấy cái vàng trên hột không, sao dưới không có hột nào. Ê, tôi chọt cái này cho người chị thiệt liền dạ. Cái vậy là cô ta với chị sao kỳ quá. Tôi nói thiệt á, tôi không biết mấy anh mấy chị dưới đây nghĩ sao mà tự nhiên tôi nói vậy, rồi cái quần không có gắn một cái hộp nào đâu. Thì tôi chưa gắn kịp, tới nay vậy tôi gắn vô. Sao chị, sao chị dòm ngó kỹ hộp của người khác quá. Tại người ta thấy thiếu thì người ta yêu cầu, lần sau anh có gấp lắm làm ơn cũng gắn hai ba hộp. Cái chuyện gắn hộp để tôi nha. Cái chuyện đó của tôi. Bây giờ tôi nói chị nghe nè. Bây giờ tôi là ngày hôm nay là cái ngày mà convention Apple meeting. Dạ đúng rồi. Thì giờ coi như tôi theo cái navigator là tôi kiếm đúng cái chỗ này. Không, thì tôi kiếm đến cái đúng cái chỗ này, coi như là cái chỗ mà mình meeting đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy xin lỗi chị là... Trời ơi, tôi táo thẩm mỹ, beauty táo, táo thẩm mỹ. Toàn bộ vòng ba của cái bô sa tràn lên Las Vegas là một tay tôi làm. Chảo mà chiên cơm chiên một tiểu đội ăn không hết. Trời. Chảo parabol coi đá banh mà coi một tháng. Sao chị không làm cái chảo chị đi? Có làm rồi, chồng bắt tháo ra. Rồi thấy cái chảo chị có chiên được cái hai cái ốp la. Chồng bắt tháo ra, chồng không cho. Rồi. Biết ông, sao không? Sao ngồi vậy? Lên cái đinh, cong cái đinh mà không có cảm giác. Thấy rồi. Cái chị cũng đã làm lố. Bởi vì tôi nói thiệt, mấy người làm thẩm mỹ làm vừa phải vừa đủ xài thôi. Trời ơi, mà làm như á, làm thẩm mỹ ta sợ ta hao tiền á. Làm lần làm cho đáng. Ai vô cũng xin thêm hết trơn á. Đầu tiên nó nằm như hai cái gối nằm vậy đó, dựng dựng như hai cái gối ôm nó bè vậy nè. Có mấy bà bước ra bay luôn. Cái đó là phải hỏi chị đó. Không phải, mấy đã làm quá, làm thêm á, xin thêm, tôi ghét, tôi làm luôn. Cứ xin là chị cho, xin là chị cho, phải không? Anh, nhưng mà anh không có cơ hội làm đâu, cái mặt của anh á. Tôi sao? Anh họ Hồ đúng không? Sao chị biết tôi họ Hồ? Hồ răng ham. Là gì? Hàm răng hô.
Nè, nãy giờ tôi bước vô đây tôi khen chị không đúng không? Đúng. Tôi nói chị beautiful girl đúng không? Đúng tôi rồi. Khen chị quá, chị có cái chảo đẹp quá, chiên hai cái hộp gà ấp la ăn đúng không? Tại làm gì chị sỉ nhục tôi? Tôi đâu có sỉ nhục anh. Trời ơi, thẩm mỹ á, đó là cái bệnh nghề nghiệp, tôi vô đây ai tôi cũng sửa đó. Không, tôi nói cho chị biết, tôi không phải là tôi tự tin nhưng mà tôi khẳng định với chị, tôi bước ra đường ai cũng khen tôi đẹp trai. Ồ. Nhiều cô nhìn tôi là muốn có thai. Bốn mấy năm mấy là kêu tôi lái máy bay luôn đó. Giờ tôi nhìn máy bay nào mà gan quá vậy? Cái đó dạ. Nè, tôi giờ tôi nhìn kỹ rồi thấy mặt của chị gian gian ác ác rồi, tôi thấy chị quen lắm nè. Chị hay thi mấy cái cuộc thi hoa hậu lắm không? Trời đất ơi, cuộc thi hoa hậu nào tôi cũng tài trợ hết trơn á. Đúng rồi. Bữa nào mà không có ai đậu hoa hậu là tôi đậu luôn. Nè, vậy là chị họ vậy nè, họ Hao đúng không? Họ Hao nào? Không, chị họ Hao, vậy tên là Hao không cương. Là cái gì? Hương không có cao. Trời, ăn miếng trả miếng ghê nha. Vậy cho vừa rồi chị. Không cao mà có tiền là mua được hoa hậu hà. Ủa, vậy là hoa hậu hả? Ừ. Nhỏ nào á hậu? Nhỏ bạn tôi. Ờ. Nó cao tôi có 2 phân, nó á hậu rồi. Thôi. Cái gì? Chị thuộc về tôi nhìn kỹ tôi thấy chị giống mẫu hậu quá à. Kệ nó. Nhưng mà giờ Ngọc Hoàng Thượng Đế hôm nay táo mà khỏi lên trần, lên trời làm gì hết trơn á. À. Tại Mỹ Đinh tại đây luôn. Thôi, Mỹ Đinh ở đây có cái gì đâu mà tự nhiên em thấy tự nhiên đi xuống dưới đây Mỹ Đinh chị nghĩ. Bởi vậy, ổng á thì muốn lên mà bà thì muốn xuống. Thì đàn ông ai cũng muốn lên hết á, chỉ có đàn bà là muốn xuống à. Ngọc Hoàng mà ông cũng đâm thọt được nữa hả? Không, tại bà nói không rõ. Tại vì bà nói ổng muốn lên, bà muốn xuống, tôi muốn vào. Ê, chị nói lên gì? Lên đây là Ngọc Hoàng muốn mình lên trển tấu. Ừ. Mà bà Dương Mẫu thì bà muốn xuống đây để sẵn bà đi trùng tu nhan sắc của bà. Trời ơi, bà Dương Mẫu nương nương bà đòi trùng tu nữa hả? Ừ. Nói nghe nè, cái mặt của bà là tôi nói giờ là sữa banh hết rồi, còn chỗ nào nữa đâu mà trùng tu. 1 năm 4 mùa là tôi nói bà sửa hết, 6 mùa 2 tháng bà sửa 1 lần rồi. Trời ơi, bà nói nghe nè, em thấy cái vụ mà tổ chức ở dưới trần gian đó, em thấy nó không có linh đình cho lắm. Ở dưới trần gian mình mà tổ chức em thấy nó gian nan quá chị. Làm gì gian nan? Em đi kiếm nhà chị tới đây là em hoang mang. Làm gì hoang mang? Chị nghĩ thôi, nhà chị em phải chạy ngang qua con đường Las Vegas Strip mà em nói chạy qua cái sòng bài, cái mỗi cái sòng bài em gửi lại ngàn, mỗi cái sòng bài em gửi lại ngàn, em vừa tới cái Rio này em thua đúng 10 sắp luôn á. Trời ơi, khổ dễ sợ luôn. Ai mượn ông vô chổng ông nghỉ ngơi, ông chạy ngang được rồi chạy thẳng đến nhà vô tôi vô kiếm chị coi biết đâu không đưa cái địa chỉ không. Mà em nói thiệt, chị cũng bậy, làm ăn kinh tế khá giả quá. Mà em nghĩ sao mua cái nhà gì 178/16/4 xuất xuyệt 2/5. Trời ơi, mình có tiền quá mình ra mặt tiền mình ở đi, chứ ở dưới trong đây mà xuyệt hoài vậy chị. Trốn thế mà kêu lòi mặt tiền. Trời. Làm ăn nghe lơ được quá mà trốn thuế hả? Ừ. Mà em nói nghe nè, cũng hên là em thấy năm nay là Ngọc Hoàng kêu mà mình đi xuống dưới đây. Chứ mà giờ kêu mà phóng lên trên đó em biết lấy cái gì mà phóng lên đó chị. Thì tất nhiên táo rồi ta đi bằng cá chép. Nhưng mà năm nay đâu có cá chép nữa đâu. Làm gì không có. Chị không có nhớ cái vụ biển độc ở Formosa sao? Trời, cá nó chết toàn tập. Bây giờ cá chép cũng đâu có còn con nào. Ông đừng có xạo, cá ngoài biển nó chết. Còn cá chép ta nuôi trong hồ mắc gì chết. Chết là mấy ông làm kinh tế nha ông á. Hốt bà con cá chép lên chân tương rồi xuất khẩu. Cái vụ kinh tế của tôi sao tự nhiên chị chọt vô vậy? Tôi biết hết, tôi ghét mang chai kinh tế á, lát tôi tấu luôn. Thôi cái vụ cho chị đó, cái vụ đó là tôi nói thiệt chị là cái vụ mà... Không có thiệt vậy trơn á, mang chai kinh tế, cha nào cũng lo kinh tế cho mình, không lo cho dân. Cá chết, hốt vô, làm nước mắm bán. Chị nha. Cá là... nào á, nó chết thúi trơn rồi, nước mắm thúi quắc à. Ê bà làm thẩm mỹ mà sao bà mở miệng ra nó không có thơm chút xíu nào vậy? Ông mở miệng là bà sẽ thúi là sao? Ông có thấy mà cái nước mắm nào mà nó thơm không? Nước mắm mà nó phải thúi mới bán được chứ. Bà nha. Gì? Vì cái miệng của bà mà bây giờ coi nè, 1000 cái container nước mắm của tôi đang nằm ngoài cảng Long Beach mà người ta chưa vô kìa. Ta lỗ gần cả 5 triệu đồng nè. Mấy ông kinh tế ông nào cũng than hết đó, nhưng mà ông nào cũng xạo đó. Ông không có kinh doanh được 3 cái nước mắm thì ông chuyển qua ông kinh doanh tàu ngầm, vũ khí, máy bay. Nãy mới vô đây bán được 10 trái lựu đạn rồi. Thì đương nhiên ta làm kinh tế là người ta phải bán rồi. Tối nay tôi bán được cái gì là tôi bán nhiều khi tôi còn muốn bán thân tôi nữa. Mà chẳng may mua thôi. Hả? Tôi nói thiệt gì? Ông là đang thiếu thốn mà thộp hạt rồi gì ai mà mua. Bây giờ tôi nhìn chị tôi thấy tôi bán chị được. Tôi thấy vậy đó. Chứ chân như bình bông nải chuối thôi chứ đừng có bán. Nó rà qua máy nó kêu sùm á silicon không hà. Quên. Bà chị tôi bà Mỹ mà chị là thẩm mỹ mà phải không? Mà. Đồ giả không mà tôi biết. Ừ. Chị đâu có chỗ nào thiệt đâu phải không? Đúng rồi. Ê, nói nghe nào, vậy mấy tôi thấy tôi nghĩ tôi nên bán nội y của chị đi. Bậy bạ hả? Tôi nói lộn, cái gì? Nội tạng. Bán cũng không được nữa, tôi đã hiến xác cho khoa học nghiên cứu rồi, khoa học trả về rồi. Trời đất ơi. Bộ đồ lòng ăn 3 cái thực phẩm bây giờ nè, nó ngâm cái hóa chất gì ăn vào bộ đồ lòng túi quắc còn hơn bông huệ mà chân 10 ngày. Trời ơi. Bữa tôi đưa cho bà khóa lấu quận 4 bà bỏ bà không thèm lấy đó.
Bộ đồ lòng giờ để cho có chân ta vậy thôi chứ đâu có ăn uống gì, giờ tôi hửi tôi sống không à. Hửi tiền á, là... người ta hửi nhang đúng không, là nó lên bàn thờ, còn giờ tôi lấy tiền tôi hửi thôi chứ ông ăn giọng gì đó, để chân vậy thôi à, cái thứ quắc à. Trời ơi, xịt dầu thơm thơm lắm, tin hửi coi. Đừng chân mang cái cây vô mặt em kỳ lắm. Nó nghe nè, bây giờ em nói cái vụ mà nội tạng hồi nãy đó, em thấy đó có một cái đường dây buôn lậu quốc tế rất là nguy hiểm. Ừ. Mà bây giờ em không biết là giờ mình nếu mà Ngọc Hoàng mà ông xuất hiện á, không biết ông có biết xử làm sao không? Trời ơi, mình là táo mà lo gì cái chuyện đó, chuyện của Ngọc Hoàng mà tôi nghĩ chứ ông không có xử được đâu. Ai nói Ngọc Hoàng không biết xử? Ai nói là Ngọc Hoàng không xử nổi chứ? Ta tới đây nghệ sĩ Chí Tâm hả? Trời đất á, nhà ngươi nhìn ta không ra hả? Hiểu lầm rồi, người giống người chứ không phải. Giải thích cho nó biết đi. Sao cười? Cũng tại ông không đó. Sao? Bơm chích bu tóc chi cho nó rần rần lên cái mặt, rồi cái mặt nó căng quá, bây giờ kho ra đường không ai nhận ra, người ta cứ tưởng là nghệ sĩ Chí Tâm thấy gốm. Quay qua đi. Trời, cái này cũng quen nữa đây nè, nghệ sĩ gì quen đây nè không? Ta cái này nhận cái không? Gì đây, cái gì tên gì nè, Nga Nga gì nè. Bận bộ đồ hồng chắc bà Hồng Nga. Không có Hồng Nga, bà ngoại tôi má ơi. Trời ơi, cái trang phục như vậy là phải là công chúa Quỳnh Nga nè, đúng không? Bậy nữa. Ta xin giới thiệu, ta là Thúy Nga, đảm trách vai Dương Mẫu Nương Nương. Thôi, đừng có hát cải lương. Trời ơi, hôm nay Ngọc Hoàng xuống, không có thích hát cải lương. Thôi về đi. Để ở đây chọn một giai tuần. Thôi tao thẩm mỹ ơi, ngươi đừng hát cải lương làm chi nữa. Để cho bà con khổ, bà con đau, rồi khán giả đang xem phải trả vé ra. Thôi đừng có hát cải lương. Bị thấy chưa? Vậy hả? Cũng hai con người, người ta hát, một người hát ta vỗ tay rầm rầm. Còn bà hát, trời ơi, ta im re luôn vậy á. Ê, nói nghe nè. Vậy? Em nói nghe. Hả? Mỹ thẩm mỹ giỏi lắm, Mỹ thẩm mỹ cái giọng mình luôn đi. Thẩm mỹ rồi chứ, ngày xưa tôi ngủ tôi ngái còn phô mà. Ôi vậy hả? Giờ hát hay vậy đó. Rồi vậy bỏ đi nha, đừng bao giờ có ý nghĩ đi thi visa làm nhục gia đình táo. Thôi nói nghe nè. Hoàng nè, nhìn không ra hả? Hoàng nào, tôi chỉ quen Hoàng Kiều mà giờ ông không quen tôi nữa. Chị, xin lỗi chị nha. Hoàng Kiều người ta chỉ biết dòng eo 56 thôi. Còn dòng eo của chị là dòng eo 86, Hoàng Kiều nào mà quen. Tôi đây dòng eo có 40 mà ông còn quen tôi nữa nè. Trời đất ơi, gan quá hà. Bà này là ai thả bà ra sớm về, phải chích cho thuốc cho đều mới thả chứ. Thôi, cái này là Dương Mẫu Nương Nương với Ngọc Hoàng nè, ta là Ngọc Hoàng. Không có em tên. Em nghe nè, bây giờ đây dự hội táo quân nè. Không tin. Chị Mỹ, nói nghe nè. Hả? Tự nhiên tự mời khách khứa gì đến đây rồi tự nhiên vô nhận Ngọc Hoàng là Dương Mẫu Nương Nương, có gì là bằng chứng không chứ ai không tin hả? Không. Được, đây. Có cách đi Ngọc Hoàng. Đây là Ngọc Như Ý. Ở ngoài China Town bán dữ lắm. Trời đất ơi. Này có 2.99 nè. Trời đất ơi, sản phẩm thiên đình chất lượng cao như vậy mà nhà ngươi dám bảo là made in China hả? Ở China Town bán hả? À, được rồi, ta sẽ thử phép cho nhà ngươi coi. Hỗn lao nè. Hỗn lao nè. Hỗn lao nè. Đau quá, quá dập hai cái đầu gối rồi. Dạ. Hỗn lao. Dạ tin rồi. Ngọc Hoàng dạng tế. Vậy mới được là. Vậy mới được à. Ngọc Hoàng cho con bình thân nha Ngọc Hoàng. Hai người hãy bình thân. Dạ. Dương Mẫu Nương Nương, dạ con xin lỗi. Xin lỗi Dương Mẫu Nương Nương. Bởi vì cái hình Dương Mẫu Nương Nương để trên Facebook đó, cái ảnh đại diện đó, nó khác với Nương Nương ngoài đời nhiều quá. Ông nội con cũng nhìn ra, con xin lỗi Nương Nương. Thôi ta cũng không có giận gì nhà ngươi đâu, ta biết mà. Bản thân ta mỗi lần mà chụp hình tự sướng đó, ta dùng cái chế độ bà tiên đó, ta chụp xong ta còn không nhận ra ta, nó làm sao ngươi nhận ra ta được. Dạ. Nó chỉnh sửa quá mà, nó cà bánh cái mặt ra luôn vậy đó. Dạ. Cà dạ. Nát mặt ra luôn à. Dạ. Còn táo thần là táo kinh tế. Dạ. Kính chúc cho Ngọc Hoàng và Dương Mẫu Nương Nương dạng thọ vô cương, ăn cá mình nhớ nhã xương, để năm nay đừng có đi nhà thương. Cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Dần không, thơ ta hay quá mà. Dạ, hay thì nó có hay nhưng mà nó có hơi tục. Ủa sao kỳ vậy? Dạ, tục ngữ đó.
Trời ơi, mai mốt nói cho rõ chữ nha ông nội. Dạ, cái làm kinh tế không có giáo dục vậy trơn. Kinh tế mà không có văn hóa. Giáo dục có nói là nó làm kinh tế mà không có văn hóa. Dạ. Bởi vậy. Dạ thưa Ngọc Hoàng, dạ táo kinh tế có mắt mà chưa có laser. Dạ. Cho nên không có nhìn thấy rõ hai vị. Dạ, dạ Ngọc Hoàng tha thứ lỗi giùm mà. Gì đây? Dạ dạ, thủ tục đầu tiên. Gì đây? Hối lộ phải không? Dạ, đó dạ. Ở trên thiên đình đang bày ra cái chiến dịch bài trừ tham nhũng nè. À, nhà ngươi nhớ đó, là bữa nay cái buổi truyền hình trực tiếp có livestream cả thế giới đều thấy, nhà ngươi đúc lót ta, lỡ ta nhận rồi ta ăn nói làm sao với triều đình đi. Dạ không có, dạ cái này là mình quà thôi Ngọc Hoàng. Quà hả? Dạ 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 Ngọc Hoàng nhận cho em vui đi. Thôi chống tham nhũng không có nhận. Thầy Ngọc Hoàng chống tham nhũng, Ngọc Hoàng ngồi nghỉ ngơi đi. Dạ Dương Mẫu nương nương. Gì? Dạ chúc Dương Mẫu nương nương sức khỏe dồi dào. Nữa hả? Dạ. Ngọc Hoàng mới nói mà bài trừ tham nhũng mà tại sao ngươi cứ tặng phong bì hoài vậy? Dạ dạ. Tặng như vậy là không được cái chưa? Dạ dạ dạ. Đưa đây coi. Dạ. Sao phong bì năm nay mỏng quá vậy? Dạ kinh tế xuống quá. Biển động cá chết mắm nó lên giá à, nhà hàng bán cũng hơi chậm. Vậy đó hả? Thôi mỏng quá mình đưa luôn cái bao thư của Ngọc Hoàng đi để chồng vô cho nó dài. Thầy đâu có. Của ai nấy nhận chứ đâu có thể nào mà như vậy được. Dạ. Dạ, dạ thấy không Dương Mẫu nương nương thấy không? Mấy thằng giàu nó hay trùm lắm. Không. Dạ đúng rồi, mình trùm mình mới giàu. Dạ mấy cái thằng này mà nó chê chê em mà trùm á, lại giờ nó nghèo hơn em hết á. Mà ta cảm thấy là người nào tên trùm cũng giàu hết trơn à. Ủa là sao Ngọc Hoàng? Thì nước Mỹ nè cũng có ông trùm đó. Dạ. Ông cũng giàu rồi, ông ra ứng cử tổng thống năm nay, ông đắc cử rồi đó. Ông trùm đó. Ủa ông trùm là ông nào vậy Ngọc Hoàng? Đáng lý ông là tên trùm nhưng ông đến Mỹ rồi đâu có cái dấu quyền đâu. Thành ra phải kêu là Trump. Donald Trump đắc cử tổng thống thứ 45 kỳ này đó. Thôi Trump nào thì Trump, Trump xì, Trump trầm trầm triết gì đó, đó không có quan trọng. Và cái quan trọng là dạ, hôm sao? Nay ta xuống hạ giới là cái mùa này là cái mùa on sale shopping holiday phải không? Ồ dạ đúng. Bởi vì nhà ngươi rảnh rỗi đưa ta đi mua sắm shopping đi. Cha nương mẫu nương nương yên tâm đi, ta nói năm nay tôi nói là Black Friday là nó sell all the way tới Black Monday luôn. Ồ vậy hả? Trời ơi 70-80% mà tôi nói Gucci, Fendi, Versace nó sell đều vậy hết á. Vậy đó hả? Dạ. Thì thôi dắt ta đến cái shopping nào lớn hơn mấy cái shopping đó đi. Là cái nào vậy nương nương? 99 sen. Trời ơi. Nói 99 sen đâu có được, nhưng vậy nó hạ cái phẩm giá của nương nương xuống lắm. Sao vậy? Dạ bây giờ nếu mà nương nương thích cái như vậy đó thì em chỉ cho nương nương cái chỗ này. Dạ nó coi như là mua một tặng một. Dạ. Mà nhiều khi mà nó thích nương nương nhiều khi nó cho free luôn. Ô vậy hả? Chỗ nào vậy? Dạ Goodwill. Goodwill hả? Dạ. Nghe good 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 là ta thích à. Dạ. Nghĩ sao cho free là ta vui à. Dạ. Dạ dạ mình coi như mình họp xong cái em đưa nương nương đi shopping liền nha. Rồi ta cảm ơn. Dạ. Dạ 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 rồi xin phép và xin phép. Dạ đây. Cái gì vậy? Dạ bên kia kinh tế nó đẩy nhẹ. Dạ em này đẩy nặng nặng hơn. Đẩy gì vậy? Dạ cái voucher làm thẩm mỹ. Vậy hả? Dạ. Voucher làm thẩm mỹ hả? Trời ta thích thẩm mỹ lắm á nha. Thôi bây giờ dắt ta về đập nát cái mặt ta làm lại đi. Lần này là lần thứ 10 chứ mấy. Dạ thôi nương nương. Cái mặt nương nương mà giờ có làm là cắt cái đầu thay cái đầu mới thôi à. Dạ. Vậy đó hả? Dạ cực lắm. Dạ giờ mình làm cái khác đi nương nương. Chứ bây giờ mình làm cái phần nào? Dạ cái nương nương tuổi nó cũng nhiều rồi. Dạ theo lực hút của trái đất thì nó cũng giật sập một số đồ nghề. Dạ. Bây giờ nó gọi là nâng ngực qua lỗ rúng đó nương nương. Dạ để hở rúng lên cho công chúng đi ngang thấy rúng mai muốn sức giàu ta tới sức. Vậy đó hả? Mô đen giờ vậy. Mình làm công nghệ với rúng hả? Rúng rồi dạ. Ủa mà sao tại sao mà mình sao không có lúc mà không có làm cái lúc nữa trên mà giờ tuột xuống rúng rồi mình mới làm? Dạ tại vì giờ mới có da. Dạ có nhiều đứa trẻ giờ mới năm 2000 bị đặt lên Facebook rồi livestream đồ gì ha. Dạ mấy đứa nó chưa có da mà nó ham nó sửa làm chi không biết. Dạ nó dồn hai cục lên như hai cục bú rồi đó. Dạ đó. Nhìn thấy ghê lắm. Dạ đừng có ham. Dạ em làm thẩm mỹ em biết mà đừng có ham lời. Vậy là bây giờ da nó chảy xệ xệ rồi nó là vừa đó. Chứ để giống hai cục bú vậy nó đè vậy nó mổ cái ác. Dạ tới rồi, tới rồi. Hẹ tay nữa. Tới vậy. Tới rồi, tới rồi. Tới tao nào tới nữa đó. Wow, đi bộ đẹp quá. Trời ơi, nó múa ngay mặt không phải vậy trời. Trời ơi, táo mà còn có táo nào đây? Ủa, ta chưa có thẩm mỹ mà tại sao xe cứu thương đến hốt ta đi chưa vậy? Chưa có ai kêu chính một bộ, sao cứu thương tới vậy?
Táo này là táo nào đây? Dạ Ngọc Hoàng, nãy vô mà múa mà đi bộ dữ vậy, em là táo Hồ Quảng chắc không Trinh? Hồ Quảng bà nội mẹ cho Hồ Quảng. Má vô. Là má là táo giao thông nè con. Trời ơi, vô có ò e là táo giao thông. Táo giao thông mà táo Hồ Quảng. Chị, ủa trời đất ơi. Trời ơi Mỹ Mỹ, từ ngày chị đứng đường tới giờ chị già quá. Con giả trong mặt mày bây giờ nha. Sao vậy chị? Sao mày nói tao đứng đường? Dạ chị làm giao thông chị đứng đường, chứ chẳng lẽ chị leo lên cục điện chị đứng tao cho chị không vậy? Chỉ huy giao thông thì chị đứng ngoài đường chị đúng không? Ừ. Hôm bữa em chạy chiếc son soi đi ngang qua cái trụ điện đó. Thấy chị đứng chị vô quẩy vẫy ở ngoài đó. Đúng rồi. Khói nó phà vô cái mặt chị nó già háp. Thương quá em mới thắng xe lại, em quay kiến xuống đưa cho chị cái voucher tới chỗ thẩm mỹ của em. Chị làm chưa? Tao hận mày nha. Sao hận em nữa? Khi tao tới thẩm mỹ viện á, rồi cái mày đưa cho tao cái bộ đồ á, tao mặc vô giống như là tù vậy đó. Rồi mày kêu quý một hàng nó đứng ở đó. Trời ơi, thổi đời nay nó bơm Botox mà tôi tưởng như nó bơm xăng vậy đó. Mặt người ta đứng ở đó bơm cốc, 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 nó bơm vô. Bây giờ mày nhìn mặt tao đi. Dạ sao ạ? Nhan sắc này nhìn đi cưng. Sao cưng? Tệ lắm. Tao sẽ đi truyền đao về cái thẩm mỹ viện của mày đó nha. Mày bơm Botox mà như vậy nè, Ngọc Hoàng. Em nói Ngọc Hoàng nghe nha. Cái con này nè, nó làm không có lương tâm, không có đạo đức. Trời ơi, em với nó bằng nhau đó mà nó sửa riết mà mặt em vậy nè Ngọc Hoàng. Hai người bằng tuổi nhau. Bằng nhau đó mà vậy. Cái gì vậy bà ngoại? Gì vậy? Trời ơi, mặt bà như bà cố tôi mà bà nhào vô chồng tôi, bà kêu anh này anh nọ, xưng em mới ngọt xớt rồi nghe nổi điên không? Ủa cái con mẹ này là cái con mẹ nào vậy? Trời đất. Tránh ra đi bà ngoại. Con mẹ này là cái con mẹ nào mà cái mặt ấy, con mặt cái mặt con mẹ này giống tao hả? Ê mày sửa mẹ phải không? Mày sửa nhưng mặt mày giống tao. Nói nghe nè, tôi sửa toàn cái bô sa rồi mặc đồng phục giống nhau, y như cúp bê vậy đó. Tao biết rồi. Mẹ này ai vậy? Diệp Hương. Diệp Hương nào mà sửa dữ vậy má? Chứ ai? Dương Mẫu Nương Nương. Gì? Dương Mẫu Nương Nương, trời ơi, má không nhìn ra hả? Dương Mẫu Nương Nương. Ừ. Ở trên Facebook bà đẹp lắm mà sao dòng mà này bà xấu vậy? Con cũng đâu có nhận ra đâu, nãy mới hôn cái rồi. Bà sống sống ảo dữ lắm. Ừ. Sống ảo lắm hả? Đi qua xin lỗi. Xin lỗi. Nương Nương. Dạ Nương Nương khỏe không Nương Nương? Trời bà xác chứ sao? Em xin lỗi Nương Nương. Dạ em xin lỗi Ngọc Hoàng. Trời ơi. Vậy đây là táo giao thông đây phải không? Dạ đúng. Dạ táo giao thông mà đường xá nó không có thông. Không có thông mà cái. Dạ em muốn xin góp ý với Ngọc Hoàng. Sao? Nếu năm sau mà Ngọc Hoàng xuống đây họp á, xin Ngọc Hoàng báo trước cho em biết. Em sẽ mai em tặng cho Ngọc Hoàng một bộ tuxedo. Rồi em tặng cho Dương Mẫu Nương Nương một cái soiree thật đẹp. Chứ ăn mặc như vậy mà ra ngoài đường, trời ơi, nó tưởng đâu là Mr. Áo Dài nó hốt quá nha. Gì? Bà mới nhắc gì tôi nổi da gà vậy? Mr. Áo Dài. Mr. Áo Dài còn sống hả? Ủa chính sao vậy? Tôi tưởng đập nát mặt chết rồi. Thôi thôi, ai nói vậy? Hôm bữa vô thẩm mỹ viện tôi em biết chúng quánh mặt nát hết trơn. Trời ơi, kêu tôi sửa, tôi không sửa. Ủa vậy ra rồi bị có sửa cho nó không? Không. Thôi, ta là Ngọc Hoàng. Thành ra cái logo của ta đó thì ta phải mặc lông bào như vậy nè. Chứ lỡ mà nhà ngươi đưa tuxedo cho ta mặc, người ta tưởng MC Nguyễn Ngọc Ngạn sao? Ôi, nói gì nói chứ đã xuống hạ giới rồi, ở trên nó mặc đồ dày rồi xuống đây còn mặc sơ rê nữa, mặc chi cho nó mệt mỏi. Ta mà xuống đây ta quất thẳng bộ bikini ta nằm phơi trên trời ơi. Thôi ai can du, như nữ hoàng nội y vậy đó. Dạ Ngọc Hoàng yên tâm, để con vô lấy thuốc uống chấn động lại đã bớt. Dạ cho Dương Mẫu Nương Nương uống. Tại sao lại lấy liền đi mẹ mày giao thông? Tại sao mà tới trễ như vậy? Dạ kính bẩm Ngọc Hoàng, từ ngày ông Trâm ông lên tới bây giờ á là kể như là cái sở di trú nó khó khăn lắm. Và khi mà con muốn tới đây á, con phải tới White House, con trình cái passport xong rồi con mới bay qua bên phi trường Los. Khi bay xong rồi á, con đói bụng quá phải chạy xuống Phước Lộc Thọ mua ổ bánh mì chả lụa ăn. Rồi chạy qua bên Westminster mua một ly nước mía xong rồi mới lái xe chạy lên đây. Đường xá nó kẹt quá đi cho nên bên Mỹ mà chạy. Cũng kẹt xe nữa sao? Trời ơi Ngọc Hoàng ơi, đừng có nghĩ vậy là lầm nha. Đường tốt, xe ngon, chạy hồi bị gây ra tai nạn đó. Trời nè, ơi, nè. Nguy hiểm lắm. Thần thấy như vậy nè Ngọc Hoàng. Cái vụ tai nạn này ta mới nhớ ha. Tai nạn là do cái phong trào mà chơi bắt Pokemon đó. Pokemon hả? Ta thấy dán màn xuống, thấy người dân người ta bắt Pokemon lầm lũi, đi lầm lũi, băng qua đường, chưa hốt được con Pokemon, nguyên cái xe cứu thương đến hốt xác người đó đi rồi. Đúng rồi, Dương Mẫu Nương Nương biết không? Trời đất ơi, tai nạn xảy ra là tại vì cái vụ đó. Rồi phía bên kia họ chạy xe, họ không có chịu chạy, họ chạy chậm, họ nhìn. Bà nội nó như vậy đó mà nó kẹt mẹ hết hai bên đó chứ. Má giao thông. Gì nữa? Con nói góp ý kiến má này là nãy má góp ý kiến Ngọc Hoàng với Nương Nương về cái phần trang phục đó. Và con cũng góp ý kiến má cái phần trang phục. Mình lái xe hơi, mình không có cần đội cái mũ bảo hiểm này, kỳ lắm nha má. Con, tại má đi xe xì bo mà mui trần mà con. Trời ơi.
mà lái xe xì bo mui trần là má phải đổi cái mũ này là có lý do. Khi má bấm nút má mui nó bật ra rồi, mà khi bấm trở vô bật bấm không được, nó kẹt mẹ nó rồi. Mà trời mưa nữa sao giờ tao phải lấy cái mũ bảo hiểm này tao đổi chứ sao. Mà mẹ má là giao thông, má mà không đội không có làm đúng luật á, má bị phạt nặng hơn người ta. Cái đó là ở bên Việt Nam, còn này bên Mỹ mà. Bên Mỹ, Mỹ chứ tao cũng phải làm cho đúng luật chứ, trời đất ơi, tao là táo của thiên đình mà mày nó... Nhắc tới Việt Nam mới nhớ đó, lúc cái trời mưa thì sao không? Trời ơi, nhắc cái vụ này mới nhớ nè, trời mưa đó hả, táo giao thông này quản lý làm sao mà hả? Vậy? Đường sát tao nó ngập, xe hơi, xe máy nó trôi, lều phèo, người ta bỏ của chạy lấy người. Ngọc Hoàng, cắt chức mẹ già đi Ngọc Hoàng ơi, trời làm ăn có được gì hết trơn Dương Mẫu, Dương Mẫu, trời ơi, cái chức này em mua nhiều tiền lắm, em chưa có lấy lợi vướng. Trời ơi, kệ bà chứ, bà mua kệ bà chứ. Dương Mẫu mà cắt gì tội nghiệp gia đình em lắm. Với lại suy nghĩ kỹ cái đường lộ mà giao thông là của em, mà cầu cống là của táo cầu cống hay của vậy em đâu? Vậy lúc đó thì táo cầu cống ở đâu? Nó chết mẹ nó chứ cống rồi. Trời chưa lên nữa hả? Lên sao được, nước ngập anh chết mẹ chứ rồi. Trời ơi nội, mà nó ngửi mùi đó không nó cũng chết rồi đó. Ngọc Hoàng à, bởi vậy thôi bây giờ thôi mình trình sớ đi. Thôi nói chung bây giờ đó mình xuống đây là để mình đi shopping, đi thẩm mỹ viện. Mấy ngày rồi đi về mà trễ, mà thẩm mỹ viện trễ quá không ai nhận ra thiếp hết trơn à. Cái vết thương nó không lành phải không hậu? Mình trình sớ đi nha. Trình sớ đi. Các táo trình sớ mau mau. Dạ tụi con trình sớ. Giờ mời Ngọc Hoàng với Nương Nương ngồi xuống à. Đến đây, đến đây. Sớ của táo kinh tế đâu? Dạ sớ của thần đây à. Dạ 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 dạ. Sớ này là sớ của tôi, suốt năm còn khỉ lôi thôi nhức đầu. Kinh tế câu chuyện toàn cầu, nước Anh rút khỏi thị trường Âu Châu. Tiền tài vật chất về đâu, dân nghèo cục vốn kẻ giàu giàu thêm. Giao thông vận tải nước mình, mưa dầm lũ lụt bất bình lội sông. Cầu cống thì chẳng chịu thông, cửa nhà quy hoạch mênh mông công trình. Táo ngành thẩm mỹ đẹp xinh, giải phẫu mông ngực mắt môi gợi tình. Ngành nail thì hoành tráng linh đình, thi nhau mở tiệm gia đình giàu to. Lo tổ chức cuộc thi hoa hậu, có thiền thì cho đậu vinh quang. Giám khảo no ngồi chấm giải ngên ngang, ai xấu nhất chung tiền đủ cũng được là hoa hậu. Hay quá. Dạ chuyện tổng thống Hoa Kỳ Ba Rắc ghé qua thăm đất nước Việt Nam, dân Sài Gòn chào đón thật rình rang, tình Việt Mỹ ngập tràn thấm thiết. Nước Mỹ giàu, nước Mỹ mạnh là nhờ vào đa đảng. Đảng Cộng Hòa thắng lợi vẻ vang, ông Donald Trump vua địa ốc hiên ngang, vua Nhà Trắng huy hoàng làm tổng thống. Nhìn nước Mỹ chung tay đoàn kết, lãnh đạo lo cho nước cho dân, chứ không vì lợi ích bản thân, sống tử tế nên dân giàu nước mạnh. Thôi mọi chuyện buồn mình xin gác lại, để ta còn tông cụ nghinh tân. Nằm bính thân những sự kiện xà bần, sơ tâu mãi Ngọc Hoàng nghe phát ngán. Năm Đinh Dậu con gà gáy sáng, cho nhân loài chào đón ánh quang minh. Cầu nguyện cho thế giới hòa bình, xuân quang lạc vườn hoa xinh rực rỡ. Chúc các cụ luôn già mạnh khỏe, chúc thương gia thu nhập sẽ tăng cao, chúc cộng đồng đoàn kết nắm tay nhau, chúc giới trẻ học hành mau đổ đạt. Được rồi, vậy bây giờ mình đi shopping được rồi phải không? Đi shopping đi Hoàng thượng ơi. Dạ Ngọc Hoàng, dạ trước khi mình đi shopping mình hát bài tặng cho bà con luôn được không Ngọc Hoàng? Được. Rồi mình phải hát tặng một bài mình mới vô được chứ. Sáng thấy trong lòng em chưa chàng, tiếng thao vui và có lẽ rộn ràng. Xuân ơi xuân dân đầy yêu mến xuân, đêm trên vui ta đón nhau yên lưu mừng. Để đồng mến thắp tài, nhau 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 xuân đến tên người đồng sai. Thank you.
từng make up. Hai ông chồng của tôi không biết ở trong làm cái gì, make up cái gì mà lâu quá trời vậy đó. Mỗi năm lên chầu Ngọc Hoàng một lần, có một chuyến bay thôi, đi trễ một cái là ông cho thiên lôi xuống đồi liền. Vậy mà làm cái gì lâu dữ vậy? Hai ông chồng của tôi ơi, lẹ lên đi. Tôi là tôi sẵn sàng rồi đó. Hồ thấy hả? Cái gì? Bà suốt ngày bà sùm quầy vậy? Cả năm trời mình chui trong bếp, bây giờ có cơ hội ra ngoài đường, bà phải cho tôi cái cơ hội để tôi sửa soạn. Rồi người ta mới có cái cơ hội để người ta ngắm tôi. À, chứ bà để tôi bận đồ hình soạn vậy, ra đường người ta quánh giá trị bà. Người ta nói bà vợ mà không có biết lo cho chồng. Ý không? Yes. Hả? Đúng rồi, mà phải cho ông có cái cơ hội để ông che lấp cái đen của ông chứ. Mà cãi tôi không? Mà cãi tôi không? Thôi đi, nhanh lên, Ngọc Hoàng đang đợi kìa. Hô. Đi đi cho nó lẹ. Chào đón quý khách trên chuyến bay không người lái từ hạ giới lên thiên đình. Vì bay trên cao độ 1.000.000 feet nên lúc nào quý khách cũng phải cột khóa an toàn. Muốn cột khóa an toàn, quý khách chỉ việc đút tay vào chiếc còng số 8 rồi nhẹ nhàng bấm lại. Muốn mở khóa an toàn, xin quý khách đưa chìa khóa nhờ người bên cạnh mở giùm và nhớ đừng đánh mất chìa khóa dọc đường. Vì máy bay cá chép không có nhà vệ sinh, xin quý khách đừng ăn uống trước khi lên máy bay. Trong trường hợp quý khách bị đau bụng khẩn cấp, xin quý khách ráng nhịn chờ máy bay đáp. Để giữ cho bầu trời bao la khỏi bị ô nhiễm, tuyệt đối cấm hành khách không được hút thuốc. Nếu gặp trời giông bão, xin quý khách hãy thành tâm cầu nguyện để sớm được phiêu diêu nơi miền cực lạc. Trong trường hợp máy bay cá chép rớt xuống biển, xin quý khách nhớ mặc áo phao, thổi cho áo phao phồng lên. Quý khách mặc áo phao để nổi trên mặt biển được lúc nào hay lúc ấy, chứ sớm muộn gì cá mập cũng sẽ tới ăn quý khách, bởi cá chép không chống nổi cá mập. Xin chúc quý khách một chuyến bay đầy hứng thú. Này thích thật đấy, người trần mắt thịt đấy, cứ phải đi bộ suốt cả ngày mỏi hết cả chân, còn mình ở trên này cứ bay lượn như gió vui lắm đấy. Ôi Ngọc Hoàng ơi, Ngọc Hoàng ơi, Ngọc Hoàng đâu rồi? Ôi Ngọc Hoàng lại ngủ nữa rồi, dậy đi Ngọc Hoàng ơi. Chuyện gì? Miễn lễ các khanh bình thân. Dạ. Từ từ để ta ngồi để té. Công nhận ngồi cái ngai vàng này vất vả thật đấy Ngọc Hoàng ạ.
vất vả mà nó đã. Cái gì vậy? Tớ đang ngủ mà kêu giật ngược à. Ngọc Hoàng dậy đi, Ngọc Hoàng dậy đi. Dạ. Kêu dữ vậy? Thưa bẩm Ngọc Hoàng, không biết là cớ sự gì mà Ngọc Hoàng cứ ngủ ly bì suốt ngày, ngủ từ sáng tới chiều tới đêm. Ma quỷ nào nó hành Ngọc Hoàng ạ? Ta là trời mà ma quỷ nào hành được ta? Biết cái gì hành ta không? Gì hành Ngọc Hoàng ạ? Ta coi phim bộ. Hóa ra là phim bộ hành Ngọc Hoàng. Hết tập này tới tập kia đấy, bỏ nó uổng. Thì bởi vậy Ngọc Hoàng có biết hôm nay là ngày gì không? Như vậy. Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp. Các ông bà táo về đây để chầu Ngọc Hoàng. Thế mà Ngọc Hoàng không có chịu đánh răng rửa mặt, tắm rửa sạch sẽ, xay thêm y để mà đón tiếp các táo à? Ta là trời mà cần gì đánh răng súc miệng, răng không có bị hư. Ấy da, tức quá đi mà. Thưa Ngọc Hoàng, đã lâu rồi thần không có thấy Ngọc Hoàng tắm. Hôm nay thiên đình có khách, Ngọc Hoàng cần phải tắm, phải tắm, phải tắm. Là dữ vậy? Ta là Ngọc Hoàng, làm như ta em ông vậy à? La ôm sòm à, dặn hoài, nói hoài cũng vậy. Nói chuyện với Ngọc Hoàng thì nhỏ nhẹ thôi, với người lạ mới cần cái hù đó, hiểu không? Dạ. Tắm hả? Tự nhiên nhắc ba cái vụ tắm rửa thích quá à. Ngọc Hoàng để cho thiếp tắm cho Ngọc Hoàng được không ạ? Nghe bà nói không mà ta muốn nhột rồi. Tới rồi, lẹ lên. Dạ. Rồi, chuẩn bị nha. Thay đồ để vô chầu Ngọc Hoàng nè. Hô biên. Cái gì mà thiên đình mà ồn ào như cái chợ trồng hổm thế? Thiên ơi, ra xem vụ sự vì vào báo cáo ngay. Ra xem đi thiên lôi. Dạ, dễ thần. Nói. Cái lúc cần hung hăng thì không chịu hung hăng. Thấy không? Người lạ là phải hung hăng đó mới sợ, hiểu chưa? Dạ! Đế thần! Apple Family. Hello Ngọc Hoàng. How do you do? Ai do sao tôi do vậy? Ai làm vậy tôi làm theo. You like? You like? And you? I am fine, thank you. Các người ở đâu vào đây rồi nó ồn ào như vậy nè? Ở đâu vậy? Dạ, thưa Ngọc Hoàng, đây là gia đình Táo Quân đây mà Ngọc Hoàng. Dạ. Táo Quân mà dòm trong bán kẹo keo quá vậy. Hả? Dạ. Táo Quân gì ăn mặc kỳ cục vậy nè? Này, nhân gian người ta có câu, đội mũ đi hia chẳng mặc quần. Táo là phải không mặc quần. Táo này mặc quần này đâu phải là táo. Dạ. Muôn tôn Ngọc Hoàng quả thực là gia đình táo đây mà. Dạ. Hàng năm dẫn lên chầu Ngọc Hoàng đó. Dạ. Năm nay Ngọc Hoàng nói có VIP party cho nên tụi con mới chuyện như vậy nè. Chuyện cái gì? Dạ dạng vô đây khủng bố hả? Thiên lôi. Dạ. Quang Ngọc Hoàng ơi, năm xưa du với mi là huynh là đệ. Nên ai huynh đệ? Trời ơi, huynh đệ là tôi với ông đây nè. Tôi quên. Trời ơi. Hạt cơm ta mới ăn, bát nước ta mới uống, chén cơm ta mới cùng nhau. Đến. Ơi, hai cái ông chồng của tôi, Ngọc Hoàng bộ bạn của ông sao lên hát lưu bình dương lễ? Bậy bạ ông kém hết bây giờ. Bà cút đi. Ngọc Hoàng sao nỡ lạnh lùng cắt đứt dây chuông mà lòn dây điện. Ngọc Hoàng sạm. Xàm xạo xấu làm sao là tao được chứ. Dạ. Với lại tao là phải là mặt mày lem luốc chứ sao sạch sẽ vậy hả? Dạ. Kính bẩm Ngọc Hoàng, ngày xưa ở dưới trần gian, người trần gian á xài bếp than, bếp củi, bếp dầu. Dạ. Cho nên chúng hạ thần mới đen tui đen tùi xấu. Dạ. Tí quần dài đâu dám mặc, sợ đốt lửa cháy xém cái quần cho nên chơi tà lọn. Dạ. Nhưng mà giờ ở dưới trần gian người ta xài bếp ga nè, bếp điện nè, cho nên gia đình tầng người nào người đấy trắng trẻo đẹp trai. Dạ. À, vậy hả? Dạ, trắng trẻo đẹp trai. Dạ. Sao cái ông áo hồng này cái mặt còn đen thùi vậy? Dạ, tại ông này là ông chuyên trị lò nướng barbecue.
Dạo này nướng thịt dữ lắm Ngọc Hoàng ơi, cho nên ổng hơi đen. Dạ kỳ này về dưới từng cho ông đi tắm trắng. Đẹp như ngọc nữ không tì vết. Lúc đó ông sẽ là hot boy nổi loạn. Hot boy cái gì? Bà đó, bà thấy không? Có hai ông chồng mà, bà cũng bên trọng bên khinh nữa. Không? Trẻ đẹp cái bà cho áo quần bận đẹp dạ. À, già cả lớn tuổi bà quất cho bầu bà. Rồi sao chút tôi nhảy cha cha cha. Thôi ông già rồi, mặc vậy đi, giữ quốc sắc dân tộc. Chị à, dạ. Tao đây à. Dạ. Dạ. Yeah. Tức quá đi mà. Ngọc Hoàng, không thể tin. Bây giờ thật giả khó lường. Nếu đúng là gia đình nhà tao thì các ngươi hãy đọc lại lời chúc hàng năm các ngươi dâng lên cho Ngọc Hoàng cho ta xem. Còn dạ, nếu không thì đừng trách. Dạ. Trời ơi. Dạ chúc. Dạ. Dạ. Gia đình nhà táo, hai ông một bà, kính chúc Ngọc Hoàng forever 21. Này náo. Trời ơi, chúc coi chị ơi, đâu có ai mà náo loạn gì đây. Dạ. Đâu dạ, phải là náo loạn đâu. Bà muốn nói là lao, nói lao mà thành ra náo đó. Dạ đúng rồi. Cho bà đi học tiếng Việt lại đi Ngọc Hoàng ơi. Lại láo. Đấy, ta dịch dạ, lại là vậy đấy. Dạ. Ngọc Hoàng người ta sống cả triệu triệu năm mà chúc Ngọc Hoàng sống có 21 tuổi rồi cầu cho Ngọc Hoàng chết sớm à. Dạ. Không sao, ta trường sanh bất tử mà lo gì. Dạ, sorry you. Dạ, tại vì chúng thần quen cái kiểu chúc ở dưới Trần gian. Dạ, ở dưới đó thích 21. Dạ, qua 22 là quắc, coi như bỏ. Dạ. Mình chúc sai, mình chúc lại, phải không? Dạ, Ngọc Hoàng vui cái ca. Dạ, kính chúc Ngọc Hoàng. Gia đình an khang. Vạn sự bình an. Luôn luôn có vàng. Nhớ đừng có hở hang. Dạ, coi chừng ghen bèn. Dạ, dạ, nhưng mà phải men. Mấy chị mới khen. You lie. Yeah, hả? I lie. Ông này ông like mà hết hồn. Dạ kính bẩm Ngọc Hoàng, ở dưới hạ giới bây giờ người ta chơi Facebook dữ lắm. Dạ. Cho nên mỗi lần chụp hình cái cầu người ta vô để bấm like. Dạ. Cho nên dạ, dạ chúng thần hay hỏi câu like. Dạ. Vậy thì được rồi, các dạ, tao bình thân đi. Dạ. Be like. Tiên nữ, lấy nước mời các tao uống. Dạ vâng ạ. Dạ. Cái gì vậy? Tiên nữ đây hả? Chính nó đây. Trời đất ơi, tiên nữ. Trời, tiên có phải điên đâu mà làm gì mà sửng sốt thế. Ta đi lấy nước đây. Ngọc Hoàng, cái bà đó là tiên thiệt hả Ngọc Hoàng? Bà đó. Mới nghe hoa như xét đánh ngang à. Thôi phô quá đi. Dạ. Không biết bè mà bày đặt bè chi cho phô dữ vậy. Dạ we sorry you Ngọc Hoàng. Dạ với đó tụi con hát đúng tông lắm. Bà lên đây nhìn cái nhan sắc của bà tiên nữ, tới nãy bấn loạn hát lạc giọng luôn vậy đó. Trời ơi, ta nói đẹp như tiên giáng trần. Hôm nay nhìn thấy một vật thật của tiên, trời ơi tôi hú hồn luôn vậy đó. Tiên gì đâu mà nhìn giống bạch phát ma nữ dễ sợ. Bởi vậy mới nói ở Trần gian mình có câu á là có tiền mua tiên cũng được, phải không? Trời ơi, cái bà thối cho tôi chứ tôi cũng không chịu nữa ông ơi. Trời ơi, thấy chưa mấy ông, thấy chưa, đàn ông ai cũng vậy, ở với vợ mấy cái chục năm mà là chê tôi rồi, bây giờ lên tới đây thấy bà tiên xong rồi á, mà hai ông muốn đi tự tử rồi phải không? Không có, bây giờ anh nhìn thấy vợ anh công nhận giống như tiên thiệt vậy đó. Giờ em mới cảm thấy em là hot girl của cung đình á. Ai về đâu tiên mà xấu dữ vậy trời. Đúng rồi, tiên nữ ở đây là phải đẹp lắm chứ. Dạ, ta tuyển lựa rất là kỹ càng đó. Dạ, biết không, chân dài tóc mây đẹp lắm. Dạ. Dạ. Nhưng năm tháng dần trôi nó thung lại hết rồi. Riết rồi cái giờ còn con khúc vậy à. Ngọc Hoàng ơi, không lẽ trên thiên đình mình không có còn cái, không còn của tiên nào trẻ đẹp nữa sao Ngọc Hoàng? Còn ai vậy? Ai vậy? Còn mới đâu. Mình ta là đẹp nhất thôi. Trời ơi, Thiêm ơi, Thiêm tự tin quá Thiêm ơi. Ông bậy dễ sợ, ta vậy mà kêu Thiêm cái gì? Ngoại. Ơi, ăn nói kỳ cục. Dạ, thay mặt hai ông chồng con, dạ, xin lỗi bà cố. Thôi, bây giờ có cố ngoại gì cũng là chính xác rồi.
tại tiên mà sống ở trên trời lâu năm thì nó cũng não hóa thôi, hiểu chưa? Dạ. Nhưng mà Tiên ơi, bây giờ nó có nhiều cái loại dược thảo để mình uống, mình chống lão hóa lắm, sao Tiên không uống thử? Ôi dào ơi, cũng xem tivi, loại nào quảng cáo là tôi chơi hết. Uống cả trăm thú rồi mà chả hiệu quả gì hết. Thêm mời Thêm, thuốc là chế cho người đâu phải cho Tiên đâu Thêm. Thì đấy, bởi vậy bây giờ tính đi căng da mặt đây này mà bây giờ không còn dạ da để mà căng nữa cơ. Trời ơi, thôi Tiên ơi, Tiên mà căng giờ này nó là tiên nữ thành tiện nữ đó. Đài vô lãnh cung không ai cứu Tiên ra đâu. Ê, để tôi giúp người già lớn tuổi nha. Dạ. Ông cái bảo bối tôi đâu? Dạ xin phép Ngọc Hoàng. Dạ. Dạ Tiên. Ừ? I will help you. Đây. Tặng cho Tiên cái này. You like. À, cái gì đây? Dạ yến xào thượng hạng Việt Net. Cái này ở dưới trần gian bây giờ là số 1. Yến tiệc là phải có yến Việt Net nó mới có cái đẳng cấp. Ăn cái yến này vô rồi tao nói ma nữ hay tiện nữ gì cũng biến thành thánh nữ. nhìn bà vợ tôi đi đó, mấy chục ngàn tuổi rồi mà tao nói ăn yến xào thượng hạng Việt Net xong mà tao nói bây giờ cái da mặt tao nói nó mịn như da em bé vậy đó. Công nhận á, cả gia đình ông ăn yến rồi á, tôi thấy ông là người đẹp trai nhất đấy. Đẹp quá là đẹp luôn à, để tao về tao ăn nhá. Bà sao dễ sợ luôn. Tôi mà đẹp cái gì, tôi coi cũng được thôi. Ở đây cái người đẹp trai nhất là ai đó? Thầy Gớm. Người đẹp trai nhất là Ngọc Hoàng đó. Trời ơi, tao nói mấy triệu tuổi rồi mà nhìn handsome dễ sợ. Đây này mới đúng là hot boy đi nè. You lie. Thôi đừng có nịnh năm ơi, tao ghét nịnh lắm. Lãnh đạo có trách nhiệm mau già lắm. Thấy Tổng thống Obama không? Dạ sao? Nhiệm kỳ có 4 năm mà già sộm tóc bạc hết trơn à. Muốn chi ta là Ngọc Hoàng không có nhiệm kỳ. Dạ. Tức quá đi mà. Nửa tức. Ông Long. Được. Lãnh đạo mà mặt mày cứ trắng trẻo hồng hào tất nhiên là có vấn đề. Thì sớm muộn gì ta cũng sẽ giác búa xuống. Hỏi thăm thôi. Ê bà coi cái gì cứu ông giúp ông nha bà. Chê cho cực vậy hả? Gào rồi lát hồi xúc cái cuốn họng ra đây bây giờ. Hỏi thăm thôi. Đó vậy đi cho nó yên đi trời ơi. Ồn ghế sợ luôn thiệt á. Đó nhoi vậy được rồi. Dạ. Công nhận Ngọc Hoàng hay hả Ngọc Hoàng? Ở trên đây Ngọc Hoàng chịu đựng là hai cái thứ này thôi. Ngọc Hoàng cũng đủ già rồi. Ở gần vậy thôi mà con muốn già theo rồi. Chịu không nổi cũng phải ráng chịu chứ làm sao. Dạ. Với lại Thiên Lôi là phải la vậy đó. Dạ. Không la ào ào vậy mới đúng vai Thiên Lôi. Dạ. La riết mà tóc tai rụng hết vậy đó. Dạ. Đó. Dạ. Còn dạ. ta cố gắng chịu đựng. Dạ. Nhưng có khi bất ngờ ông la ta hết hồn muốn rớt khỏi ngai vàng luôn đó. Rồi. Trời ơi, nãy giờ không có để ý. Hai ông xã thấy không? Hồi nãy bước vô đây nè, thấy Ngọc Hoàng không có ngồi ngai vàng mà cái ghế gì thấy đã quá vậy Ngọc Hoàng. Cái gì lạ đã, lạ quá vậy Ngọc Hoàng? Cái này, cái ghế này của Ngọc Hoàng là do người ta tặng đấy. Biết ở đâu tặng không? Ở đâu? Công ty T4 Spa ở Hilton Texas họ gửi cái ghế này, họ tặng. Ôi Ngọc trời Hoàng đấy. Mà phải gửi bằng phi thuyền mới đưa cái ghế này lên được. Dạ bẩm thưa Ngọc Hoàng, người ta có báo cáo là nếu mà Ngọc Hoàng ngồi mà thấy êm mông rồi ấy, thì họ sẽ lên đây nè. Ngọc Hoàng muốn là mở một cái tiệm nail thì họ sẽ lên đây họ set up miễn phí cho Ngọc Hoàng. Dạ. Dạ nãy cần bước vô cũng tưởng tiệm nail hả? Dạ định sống vô làm bộ móng. Ở trên này còn ai còn móng nữa đâu mà là hàm khô móng hết rồi. Có các tao làm vui rồi thấy không? Các tao nè. Dạ. Việc làm ăn với trần thế sao nói ta nghe coi nè. Dạ. Thưa Ngọc Hoàng, thần xin thưa để Ngọc Hoàng mừng cho gia đình. Rồi nói đi. Mấy năm nay mở công ty cũng phát đạt lắm. Công ty gì mà phát đạt vậy Khanh? Nói đi. Dạ gia đình thần. Dạ lấy cái tên của mình và đặt luôn cho tên công ty. Gia đình táo nên đặt công ty là Apple. Dạ mới trúng cái iPhone 5S đó Ngọc Hoàng. Phải S. Vậy à. Dạ, tao nói cái công ty Apple của Tần gà ra một cái các cái công ty me, mận, xoài, cốc, chôm chôm vậy nó chết sạch. Dạ. Vậy lấy à. Cái 5S tặng Ngọc Hoàng đi. Dạ. Đây là dạ. Cái 5S đây này là Ngọc Hoàng. Dạ. Còn trái táo nữa nè. You like. Dạ. Đây xem đi Tiên. Không coi đi Tiên đó. Có cái hình trái táo nữa đó. Đẹp không? Hay quá, đẹp quá.
Cái gì nhoi vậy ông? Muốn nói phải không? Cho ông nói nghe. Để hồi ông nó rớt cơn máu à. Hồ nói tức quá đi mà. Cái gì mà tức hết cả nói ngày. Bình thường cho ông câm nha. Để mà tức. Tại sao không lấy cái hình trái táo còn nguyên mà lại lấy cái trái hình trái táo đã bị cắn đi hết một miếng vậy? Trời. Dạ thưa, chuyện là như vậy. Cái cây táo nhà thần nó chua lắm, cắn một miếng là nuốt không có nổi. Cho nên vợ thằng mới lấy đó làm logo thôi. Dạ, cắn một miếng là có gia đình thần. Dạ, dạ thưa Ngọc Hoàng, dạ gia đình chúng thần khoe khoang làm ăn phát đạt. Là mong cho Ngọc Hoàng dạ lấy công và dạ, tưởng thưởng. Dạ ban xét một điều kiện cho gia đình thần á. Dạ. Điều gì nói đi. Dạ, dạ năm nào gia đình thần á cũng cưỡi cái con cá chép lên đây. Cực khổ quá. Nó thần thì già cả. Thần thích cưỡi. Dạ thần cưỡi giỏi lắm nha. Nên cưỡi nhiều có kinh nghiệm, cưỡi không có sao. Dạ còn cái ông táo trẻ này nè, trẻ người non dạ không có kinh nghiệm. Coi chả vậy cha không có biết cưỡi. Trời chả leo lên con cá chép chả cưỡi làm sao. Mà tao nói giờ cái dãy con cá chép nó chập đúng đúng vô mông mỏng. Bây giờ tao nói chày sơ sát hết trơn cái mông vậy đó. Ê ê ông cưỡi ra cho Ngọc Hoàng coi. Ê ê cưỡi. Trời ơi, giữa chốn cung đình mấy ông làm ô uế thiên nhãn ổng kém cho bây giờ. Cưỡi cái gì mà cưỡi. Thôi thôi thôi. Ngọc Hoàng không xem thì cứ cởi cho ta xem. Lâu lắm ta không được xem ai cởi hết. Nhanh đi. Bà muốn xem không? Ừ. Đây. Ê! Trời ơi muốn xỉu vậy đó hà. Ông này dở ra không sao. Ông mà dở ra nguyên một rạp người ta ói ai hố. Trời ơi. Cái mặt ông đen cỡ gì, cái thân thể ông đen cỡ nào. Trời ơi. Bà giấu giùm tôi đi ông. Ý của các canh thế nào? Dạ. Dạ ý của chúng thần á là không ấy bây giờ mỗi năm chúng thần khỏi lên chầu Ngọc Hoàng luôn được không? Dạ. Khỏi chầu à? Dạ. Ê! Cái gì vậy? Tức quá đi mà. Tức nữa. Tức nữa. Tức cái gì? Nếu hàng năm các ngươi không lên đây thì ai sẽ là người dân sớ táo quân lên cho Ngọc Hoàng? À, tưởng cái gì? Cái sớ táo quân thôi mà, dạ chúng thần nhét nó vô hết cái iPhone rồi. Dạ, đó. Dạ, dạ kính bẩm Ngọc Hoàng, dạ thần đã mua wifi cho Ngọc Hoàng. Yeah. Wifi đó Ngọc Hoàng. Yeah. Dạ. Cái hàng ngày cái gia đình nhà táo chụp hình cái thôi. Rắc gửi Viber lên cho Ngọc Hoàng. Đó, dạ. Sẵn câu like cho Facebook luôn. Email. Dạ, rồi cái email hết mấy thông tin ở dưới trần gian lên cho Ngọc Hoàng. Dạ, dạ cuối năm khỏi lên chi cho nó cực. Dạ, 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 cái sớ tao quên có sẵn cái cổng luôn rồi dạ. Đó Ngọc Hoàng. Dạ. Đó, mở ra, tao mở, tao mở xem nào. Tao nghe coi. Trời ơi, trời, 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 trời ơi, cái này người ta gạt qua thôi hoặc là bằng dấu vân tay. Không tin, không tạo mà bà lè lưỡi, bà liếm cái cũng được. À đây 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 đây. Thấy chưa? Thấy chưa? Ôi giời ơi, hay quá, ngày xưa sớ táo quân nó dài thòng lòn mà bây giờ nó gọn lại trong cái này. Dạ. Thôi để thần đọc nhá. Dạ. Dạ. Đọc đi tiên nữ. À, nhiệm vụ của mình làm việc đi nhá. Nè. Dạ thưa Ngọc Hoàng, bọn thần là táo kính cẩn khai báo mọi việc trần gian. Từ chuyện kinh hoàng đến chuyện nhỏ nhặt, từ chuyện lặt vặt đến chuyện điện tai, chuyện ngắn chuyện dài, thần đều khai hết, khai sạch sành xanh buồn. Ở trên thiên đình mà tôi tưởng tôi đang ở chùa chứ. Vậy đây đó Ngọc Hoàng thấy sao, tiện lợi không, good không, you like, you like. Ta không thích nhẹ. Yeah, nhẹ nhẹ like nhẹ like nhẹ. Ta thích đôi chơi lại đôi chơi. Yeah. Nhưng mà hàng năm mà các khanh không lên đây ta buồn lắm. Với lại ta thấy gia đình của táo hạnh phúc như vậy ta rất là thương. Cảm ơn Ngọc Hoàng. Dạ thưa Ngọc Hoàng. Dạ thần thấy gia đình nhà táo hạnh phúc quá thì cũng không thầm là ganh tị à. Thế thì Ngọc Hoàng bây giờ có cách này, Ngọc Hoàng đạp thiếp xuống cái trần gian đi, để thiếp xuống đấy thì thiếp lấy vài ông chồng, chứ sống ở trên này cô quạnh cô đơn mà chết già đấy à. Muộn quá rồi thiếp ơi, nhan sắc của thiếp ở dưới một ông không có, không chỉ ba ông. Trời ơi nói nhiều quá, nước đâu, sao không có đem nước để mời tao. Tới nãy giờ là ta chưa đưa nước hả? Ờ xin lỗi nha, già cả rồi nó lũ lẫn, chưa uống mà cứ tưởng uống rồi, đợi ta tí tẹo nha. Dạ thông cảm cho bà nha. Dạ ở viên trời bà té năm sáu viên rồi đó. Hả sao Ngọc Hoàng không để bà dưới vớt bà lên chi hãm hại cung đình. Dạ
Dạ, kính bẩm Ngọc Hoàng. Dạ, cho thần hỏi anh Lôi chút xíu. Dạ. Anh Lôi, mỗi năm tôi lên đây tôi thấy anh nhoi, anh múa, anh hát dữ lắm mà. Sao kỳ này lên buồn dữ vậy anh Lôi? Ông đang muốn xin từ chức đó. Ủa, sao vậy? Cái gì vậy? Sao nghỉ việc hả? Trời Thiên Lôi, mà còn xin từ chức. Xin đâu có làm gì đâu, dễ sai đâu đánh mà. Đó, dễ quá mà. Ông Lôi, nghe nè, ông muốn từ chức hả? Tôi chỉ cho ông cái việc mới này làm dễ lắm, kiếm tiền nhiều lắm. Ừ. Việc gì? Kêu ông mượn bộ đồ của ông Táo trẻ đó, này nè. Bận lên, tao nói còn không có giống Thiên Lôi nữa đâu. Ừ. Dạ, lúc đó giống Thiên Tôn, làm ca sĩ, kiếm tiền lẹ lắm. Thôi, bữa nay đi, bữa nay đi. Rồi, lát nữa ông chém mà ông Thiên Lôi, ông Thiên Tôn chém. Cái gì vậy? Tức quá đi. Lại tức nữa. Cái gì thì cũng có lý do của nó. Ừ. Tháng rồi, có một cô gái Hàn Quốc xấu số. Ừ. Ta được lệnh sai xuống để đòi mạng cô gái đó. Ừ. Nhưng ta đã đánh lầm ba cô gái Hàn Quốc khác. Hả? Rồi sau đó ta mới đánh trúng cô gái Hàn Quốc tới số đó. Hả? Sao mà có sự lầm lẫn tai hại vậy ông? Bị con gái Hàn Quốc nó sửa sắc đẹp giống nhau quá, ta nhận không có ra. Bởi vậy ta cũng tính sửa nè, mà sợ thằng cha này nó đáng chết nhầm nên nó mới dám để yên nguyên luôn, sống tự nhiên cho an toàn. Tiên ơi Tiên, Tiên an tâm đi. Cái nhan sắc của Tiên á, tao nói là độc nhất vô nhị, đánh không có lầm đâu, đánh là trúng thôi. Không trúng, nó cũng gán quánh trúng hay à. Thôi mời cả gia đình ta uống nước cho nó vui. Ngọc Hoàng ơi, Ngọc Hoàng, trời ơi, kinh tế ở dưới Trần Giang có xuống mà Ngọc Hoàng bộ kinh tế cũng xuống luôn hay sao? Cho uống cái ly, trời ơi, tưởng được lên uống chén ngọc, uống ly nhựa, ly mũ không à? Đâu có. Chán à? Trên thiên đình là chén ngọc, chén ngà đó chứ. Yeah. Nhưng ta ra cái luật là hễ nàng tiên nào làm bể chén ngọc thì ta sẽ đài xuống Trần Giang. Lúc đó có một vài nàng tiên vô tình làm bể chén ngọc, ta đài xuống dưới. Ở dưới vui như thế nào không biết, họ thông báo với nhau. Ở trên này biết bao nhiêu nàng tiên cố tình đập bể chén ngọc để được đài xuống dưới cho vui đó. Bởi vậy đến lượt ta, ta tính như Trần Gian ta ở luôn thì bất ngờ Ngọc Hoàng thu hồi lại cái luật, thu hồi chén ngọc. Thế là cuộc đời bây giờ xài chén tu go đập mãi không vỡ rồi này. Khổ thân, bây giờ cứ ở chết già trên này đâu có được xuống như đấy đâu. Nói thiệt nha, tôi nói thiệt, ở đây bồng lai tiên cảnh coi vậy mà tôi thấy boring quá. Không có vui. Ở dưới Trần Gian coi vậy mà nó phân nè. Thấy vui nhiều hơn. Nhưng mà tôi suy đi nghĩ lại tôi thấy dưới đây vui thật nhưng mà không có hay bằng ở trên này. Sao không hay? Sao hay? Ở trên này tụi tôi vậy chứ mà sống lâu cả triệu triệu tuổi đâu có chịu chết đâu. Còn ở dưới ăn chơi xa đọa nhiều, mới 60 tuổi lăn đùng chết ngắt hết. Ê bậy nha, không hề nha. Vậy là Tiên không biết rồi. 60 chưa phải là già. Dạ. 60 là tuổi mới qua vậy thì. Yeah. 65 hết tuổi thiếu nhi. 70 là tuổi mới đi vào đời. 75 là tuổi ăn chơi. 80 là tuổi yêu người yêu hoa. 90 mới bắt đầu già. Đêm đêm vẫn cứ mặn mà yêu thương. 100 có lệnh thiên dương, cứ ở dưới đó yêu thương cho thỏa lòng. Bao giờ đạn hết lên nòng, từ từ nằm xuống mới xong một đời. Như Lai, Như Lai, Như Lai. Đó, 100 tuổi là tôi thấy vui rồi. Ở đây chịu chịu chi già như bà, như quỷ già thấy ghê. Thôi được rồi, các táo nè, ta sẽ đọc lại báo cáo của các táo ở trong cái iPhone gì đó. Ha. Tôi bây giờ các táo cũng phải về dưới Trần Gian để lo nhiệm vụ. Dạ. Ngọc Hoàng, tiến Ngọc đi. Hoàng, cho về Trần Gian hả? Vậy. Nó buồn lắm. Lâu ngày không có được gặp đàn ông mà về hết lại chán lắm. Gì nữa bà? Ở lại đây chơi đi. Sao bây giờ bà muốn gì mà bà hốt hoảng vậy? Bà Táo, tôi có ý kiến này nhá. Tôi thấy bà nhiều chồng quá. Thôi thì bây giờ bà về, bà đưa một ông chồng về đi. Rồi bà cho tôi mượn một ông ở trên này tôi xài tạm. Năm sau có gì tôi trả lại cho bà được không? Được. Hai ông mà bà muốn chọn ông nào? Trắng hay đen? Tôi thích cha áo đen này đẹp trai hơn này. Cha này mặc áo hồng nhìn kỳ lạ quá. Bà đó nha, bà cứ ham hố bề ngoài không à. Thấy trắng tươi vậy á chứ không có ngon lành bằng bên đây đâu. Người ta nói củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài. Thím ơi, thím thà cho con đi, thím nhìn mặt thím một năm làm sao con chịu nổi. Thôi được rồi Tiên nữ,
Đùa như vậy là vui thiên đình rồi, phải không? Lãnh đạo thì phải vui vẻ như vậy để gần gũi với các quan chứ. Các tao hãy trở về trần gian, ta sẽ gặp lại năm sau nha. Nhưng mà trước khi chia tay, Ngọc Hoàng cho thần trình tấu lời khẩn cầu giáng sinh của người thế gian. Nói đi. Mấy năm nay thiên tai nhiều quá, chỗ thì động đất, chỗ thì núi lửa, chỗ thì hạn hán, bây giờ thì lũ lụt đang dâng trào, người thế gian cực khổ quá. Ngọc Hoàng thương tình, cứu giúp người thế gian đi Ngọc Hoàng ơi. Thế giới bao la, ta làm sao chiều hết ý mọi người cho được. Hở một chút là các người kêu trời, thiếu nước là các người kêu, lại trời mưa xuống lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm. Dư nước một chút thì các người lại than trách, trời hành cơn lụt mỗi năm, khiến đau thương dân tràn. Các người trách trời, nhưng các người không nghĩ. Các người mong trời thương, nhưng con người của các người có thương yêu gì nhau đâu. Thiên tai cũng có làm chết người, nhưng con người giết nhau mới thật là nhiều đó chứ. Thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai, rồi tranh giành quyền lợi, nước này đánh nước kia. Lâu lâu nghe có người ốm ốm lao vào đám đông giết người vô tội. Nói tóm lại, người hại người mới là nhiều, là con người mà các người không còn có tình người. Bây giờ lại cầu xin trời thương là sao chứ? Lời Ngọc Hoàng thật là chính xác. Gia đình nhà Táo sẽ về truyền lại với nhân gian là con người phải biết thương lấy nhau. Người phải giúp người, đừng chờ trời cứu giúp. Người phải thương người. Yeah! You love me, I love you. You don't love me, I still love you. You lie. You lie. Me lie too. Đúng như vậy đó các khanh. Về đi nha. Xin tạm biệt Ngọc Hoàng. 2, 3. Chúng con xin chúc Ngọc Hoàng mùa xuân an vui. Năm nay Ngọc Hoàng tươi trẻ và luôn yêu đời. Vì trần gian rất thương Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng ơi biết không, Ngọc Hoàng số dặn. Oh yeah, you are the king. Đừng được. Lại đây, xiến lại đây, xiến trở lại đây. Live show của Ngọc Hoàng hả? Tự nhiên rồi đặt bài hát ca ngợi ta, bộ live show của ta sao? Rồi múa minh họa nữa. Muốn cầu chúc phải không? Nghe đây nè. Đầu năm mới chúng tôi sẽ cầu chúc tất cả mọi người cùng với gia đình sống một mùa xuân an lành và hạnh phúc. An lành và hạnh phúc. Đi năm ông nội, năm ông nơ không, ta đã giới thiệu tân thần điêu đại hiệp cái ông quốc đến Thượng Hải. Mà em có mau khùng nữa hả, có nhạc là em đi xém tôi qua tới Thượng Hải luôn. Ra tâm sự quý vị, đừng thấy bận bộ đồ đang tắm gì hú hồn nha. Ta nói mê phim công, cái để lên trên mạng mình cái nickname tiểu long nữ. Ta nói vừa mới để tiểu long nữ gần 100 anh nào cũng phóng vô nói mình dương quá trơn hết trời. Tại hồi đầu để tên thường không có chàng nào vô hết trơn á. Tôi đã để 100 anh em lựa cuối cùng em lựa được anh. Bị anh có cái tên ngoài đời nghe đã lắm, Dương hết cỡ. Nghe cái tên là thấy nóng máu rồi. Hốt về làm chồng 5 năm. Tao nói trời cung phụng ảnh đang sung sướng vậy, tự nhiên ngủ đêm tới sáng vậy em khóc quá trời. Hồi làm gì khóc dữ vậy? Nó nói tại anh nhớ má anh ở Việt Nam quá. Nghe đứt ruột quá. Chẳng lẽ giờ không cho về? Nói giờ anh muốn gì? Nói anh về anh thăm má anh một tuần được không? Cho ổng đi thăm một tuần mà ổng quất đến 6 tuần luôn trời. Bộ Việt Nam giờ có gì đã lắm hả mấy ông? Ổng đi mất xác không thấy bóng không luôn á. Nãy giờ có ai thấy chồng em dưới làm ơn chỉ em hốt ổng về giùm. Cô Long. Cái hơi này là chồng em nè.
Kia Tao Kia đây anh về rồi Long. Sao? Long Long Vô Long Long đừng đi mấy bà. Băng nhạc này nó ngộ ghê vậy á. Người ta rõ ràng là người ta nói là tân thần Điêu Đại Hiệp mà tiểu long nữ xuất hiện mấy chả cũng quýnh bến Thượng Hải. Dương quá xuất hiện mấy chả cũng chơi bến Thượng Hải. Mấy chả có tin tôi chửi một phát mấy chả văng về Thượng Hải thiệt không? Đi vô nghỉ đi năm cô nội. Kìa long long, long tiểu long nữ là tiểu long nữ. Tự nhiên nhào vô kêu long 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 không tưởng tôi khỉ nữa. Anh về rồi nè long nữ. Trời đất ơi. Bởi tao nói đúng, Việt Nam đi dễ khó về, khi đi trai tráng, khi về bụng beo. Chồng em khi đi nó vác nguyên cái đồ lông đao mà bây giờ về vác cái tiểu lý phi đao. Lúc đi oai hùng lắm mà sao lúc về lết lết thì ghê. Trời ơi, lúc đi cầm cái kiếm dài rồi kiếm kiếm nhật vậy là. Sao giờ kiếm còn vậy? À. Kiếm mà nó chơi tà đâu luôn à. Kiếm mà còn có cái cùi thôi làm ăn là muốn gì. Cái này để ngoái lỗ tai tôi là gì không có nội. Còn có cái cùi là mừng đi em. Còn cùi không vậy? Mang bạn đi chung với anh là gãy luôn cái cùi rồi à. Bây giờ thấy bia mà mấy ông chỉ đứng ngắm thôi chứ không còn sức để phóng. Làm như bệnh chung chung vậy đó em. Bệnh gì? Ai đi Việt Nam về cũng hát có mỗi một bài. Bài gì á? I who have nothing. Trời ơi, trời ơi. Thôi anh là lẹ tai lắm nãy cho mấy ba mới chụp được hai cái mền quấn lên trên người. Chứ không lọ lò bước vô đây cả ngàn khán giả người ta ói hết. Em ơi. Gì? Anh mệt quá. Cho anh vô trong nằm nghỉ ngơi. Em coi gà tìm thuốc bắc cho anh ăn dưỡng đau nha. Trời 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 trời. Quý vị có nghe được không? Rồi có ai mà chồng đi Việt Nam đứng im đó đi. Hả? Ông quốc cho 6 tuần. Bây giờ đi về còn phải ngầm thuốc bắc cho uống nữa. Rồi có chuyện đó không? Dẹp đi ông. Hả? Hỏi coi có bà vợ nào mà chịu chuyện đó không? Hả? Ông đi về thăm má ông mà má ông gọi điện qua tới đây hỏi tại sao không thấy cái bóng của ông đâu hết trơn. Anh có về Việt Nam à. Mà tao nói xuống phi trường Việt Nam nó nóng quá. Mấy thằng bạn nó mới rủ anh ra biển Vũng Tàu tắm cho nó mát. Mà anh nói chứ đâu có được. Tao phải về để tao thăm má tao. Tao phải về tao thăm má tao trước chứ. Đúng rồi. Cái nó nói má mày cũng còn ở đó. Có chết chóc gì đâu mày hấp tấp làm gì. Trời ơi trời. Anh thấy nó nói có lý quá chứ em. Chết á. Anh mới dọt ra biển Vũng Tàu liền. Gặp mấy đứa tụi nó. Rồi có tắm không? Anh nhớ em. Anh nằm phơi nắng thôi à. Em biết sao không? Nằm phơi nắng một hồi để ý mới biết thấy. Không biết Việt Nam con gái bây giờ nó ăn cái giống gì mà tao nói em nào lấy cái giò dài thòn lòn qua trên cầu Sài Gòn. Trời ơi. Tất cả bãi biển trẻ măng. Ừ. Trắng tươi. Ừ. Đẹp như tiên vậy đó. Ừ. Làm như già già xấu xấu bị tống ra cung đảo ở hết rồi sao. Trời ơi. Xúc phạm tôi không? Xúc phạm gì? Em biết không, đang nằm vậy đó tự nhiên nha, tao có một em giò dài tới nách vậy đó. Em bận bikini hai mảnh. Em chéo giò lạng đứng trước mặt anh. Ông nói gì vậy? Nghe em mới nói với anh chứ. Anh ơi, tắm biển với em không? Rồi anh có tắm không? Anh nhớ em. Anh nhìn thẳng vô mặt cổ nói không. Đúng rồi, nó quê bỏ đi liền. Không có. Giật phăng một cái. Cái gì vậy? Còn có một mảnh nữa. Hai mảnh mà giật còn có một mảnh. Rồi anh có nhắm mắt lại không? Chịu không có nổi, anh bế cổ đi tắm liền luôn á. Banh xác rồi. Banh xác rồi. Không có gì. Trời ơi, nó bưng đi tắm biển 6 tuần rồi còn về chồng tôi nó chặt. Chưa có tắm. Ủa chưa tắm chưa. À? Chưa. Làm gì? Cổ muốn cho anh cái phao. Ờ. Cổ mới kia anh leo lên đó nằm. Ờ. Cái cổ mới đẩy anh đi lên lên trên sóng nước vậy đó. Vậy? Cái cổ mới thì thào vô lỗ tai của anh. Nói gì vậy? Anh ơi. Ừ. Anh hãy làm vua làm chúa đi. Ừ. Để em làm cung nữ cho. Rồi anh có làm không? Em nghĩ sao? Ở bên đây tôi nói cài cực như con trâu. Tối về còn giặt đồ rửa chén nữa. Tự nhiên giờ người ta cho mày làm vua làm chúa. Ai không thích làm? Chú thích làm không? Chú gật đầu lia lẹ. Chú làm cho chú đi chung với chồng con. Thôi em thấy ôm anh có nỗi khổ. Anh vừa say yes một cái nhắm mắt xuống là cổ nắng bóp sờ sẫm rờ rẫm mò mẫm anh liền. Rồi rờ cái gì vậy? Cô rờ đầu anh, cô tìm tóc bạc cô nhổ cho anh đây. Trời đất ơi, trước khi đi tôi đè tôi nhổ sạch tóc rồi. Mà mấy con mà đó nó hay quá, đâu mà nó đè ra nó nhổ nữa trời ơi. Thôi nó mò vậy bằng hình giật ra châm châm. Nhổ cả chùm là xong đời rồi. Bởi vậy chồng em trước khi đi là như sắt như đồng, như đinh đóng cột mà như rồng phun mưa. Còn giờ nhìn tướng sao em? Như cải muối dừa.
Bây giờ có uống 10 thang minh mạng cũng chưa có ngẩng đầu. Trời. Bước về thấy mỹ nữ trắng phao mà nở lòng nào cúi đầu bỏ đi luôn là sao? Em nói em là gì? Mỹ nữ. Trời ơi, nhìn mỹ nữ đi. Sao? Mỹ nữ bên Việt Nam người ta dò dài tới nách, người ta bận bikini hai mảnh. Con nhìn bà mỹ nữ đi, bà chùm kính mít nhìn bà thấy nóng nực không? Trời ơi, anh trời cười ơi, em ơi, em nói vậy mà em nghe được. Vợ là vợ của mình, đúng không? Che là che lại cho mấy anh thôi. Còn mấy anh có yêu cầu là chơi tới luôn à. Chơi tới giờ cái gì? Giờ mắc cỡ này được chưa? Vậy đấy, được chưa? Cái gì vậy? Thì đó, anh mới nói nhìn nóng nực, giờ tươi xanh luôn rồi đó. Làm gì vậy? Chơi luôn cho tới bến. Trời ơi bà ơi, bà ơi, tháng này nó lạnh lắm mà bà chùm lên bà bận như kiểu này. Tôi nói gió nó thổi qua cái bà trúng độc liền bây giờ. Kệ. Chùm lên. Trúng gió có mấy anh dưới đây cạo, có ai cạo gió em không? Hả? Cái gì mà nguyên rạp vậy mấy bà? Có chú kia lớn tuổi cầm sẵn chai dầu luôn rồi kìa. Bây giờ gật cái là chú lên chú cạo liền. Chú làm vậy là con thấy không được rồi. Tự nhiên chú thấy đồ free cái chú tùm túp nhân cướp vậy á. Chú nghĩ sao vậy? Chú đi chung với con mà sao giờ chú cũng dè nữa là sao? Em sao? Ơi, anh nói em nghe nè. Sao? Đàn ông là vậy đó em. Phải không? Bây giờ thấy em như là cái trứng còn nguyên dạng phải không? Mấy ảnh nhao nhao lên yeah. Chứ thử đi, cho mấy ảnh khiêng cái trứng về nhà, đập bẹp, chiên ốp la ăn xong là còn cái vỏ là mấy ảnh bóp nát, dốc thùng rác liền. Phải không? Chứ không có giống như anh đâu em. Anh sao? Lúc nào anh cũng tôn thờ em, anh cũng yêu quý em. Là vì sao? Vì sao? Vì em là mỹ nữ giò ngắn của lòng anh. Xúc phạm quá. Có ai mà đang đi năn nỉ vợ, có ông nào năn nỉ vợ mà còn so sánh con giò ngắn với con giò dài nữa? Mình phải so sánh chứ. Giò ngắn với giò dài nó khác biệt nhau quá mà. Khác nhau gì? Khác nhau gì? Mấy anh bạn anh nói rồi. Nói gì? Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái chân dài. Mấy bạn nhậu anh nó lo nhậu mà không điệu đọc cho hết. Cái câu người ta dài lắm. Dạ gì? Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái chân dài. Gái chân dài nó chỉ có biết xài, tới khi hết tài là nó bye bye. Không, kệ nó. Hết tài nhưng mà được có cái sướng. Làm gì sướng. Mấy bạn nó nói nè, sang là nhờ bộ tướng, sướng là nhờ bộ chân dài. Trời ơi, chân dài có gì đâu sướng không? Chân dài lâu tới mục đích, chân ngắn mau tới mục đích dễ hưởng thụ. Nhưng mà chân dài nó có cái hay lắm em ơi. Chân dài nó hay lắm. Có gì hay? Nó hay nè. Ví dụ như cái chân của em đây không? Em bận cái áo đầm này nó tới đầu gối. Chứ thử bây giờ em đưa em nào dò dài bận đi, vút cả là tới đây nè. Trời ơi, ngắn dữ à. Trời ơi, tôi nói ngồi hàng đầu gió thổi qua cái là mấy anh chết ngất trên cành quất hết. Tôi nói thiệt với mấy anh, mấy anh ham hố chi ba đó phải không? Vợ là vợ của mấy anh phải có yêu cầu. Yêu cầu không? Gì? Yêu cầu, trời bây giờ mấy anh muốn ngắn cỡ nào? Ngắn cỡ này được chưa? Trời. Mỗi lần là đứng im, hôm nay party tôi lắc luôn đó. Cái gì vậy? Mỗi lần đứng im hôm nay đi, đó dắt dắt sẵn luôn, có nhiều lắc nhiều hả? Hú hồn chưa? Cái gì vậy? Thì giờ anh chế với vợ nhà mà. Ngộ lắm nha. Vợ nhà bắt đóng kính mít rồi gài cổ cao đây à. Đó mà không bao giờ vỡ ra coi hết trơn. Trời á, 3 tháng mới vỡ ra một lần. Mỗi lần vỡ ra như cơ cướp à. Vỡ ra cái nào ông la à, dạ. Cái nào ông đóng lại luôn à. Trong khi vợ ông bạn nha, hở cái là đĩa hoài à. Đĩa thôi đi, đĩa còn về nói với vợ với mình nữa chứ. Nói em công nhận vợ ông bạn nó có mâm trái cây lộng lẫy quá. Buồn chứ. Anh biết em buồn. Thôi. Tôi xin lỗi em chồng lên em ơi. Mấy anh suy nghĩ đi. Mấy anh lúc nào mấy anh cũng đem so sánh đó. Cái gì mà nó phô ở ngoài trời, nó đưa nó chưng ra ngoài là ba cái đồ quỷ không à. Anh thấy không? Cái hộp của chú ét nè, hộp sòn nó bỏ cho tủ kiến, một tủ kiến chống đạn nó có security đứng bảo vệ cái cục đó nữa, anh thấy chưa? Còn ba cái hộp me, hộp mít, hộp xoài nó dục một đống ở ngoài đường, có ông cô nội là đem về luộc ăn không? Tôi nói cho anh biết cái gì ba cái đồ chưng nó là quỷ đông á. Mà mấy anh có bao giờ mấy anh chịu ngồi yên đó ha? Ha, uống rượu xong dắt tay lên chán suy nghĩ thử đi. Có ai, có ai mà trồng được một cây dừa ốm nhắc dài sọc mà nó có sức mọc lên hai cái dừa không? Không có đâu. Dừa già nó lắc lên đâu mấy ba. Mặt như chị em tụi em mà dừa thiệt. Em ơi anh biết em dừa thiệt, em không cần quảng cáo.
Ông trời ông sanh ra công bằng lắm, ông không bao giờ ông lấy của ai hết mà không bao giờ ông cho ai hết. Hở ông cho đẻ cái đứa nào mà ốm nhách dài sọc thì điện nước cúp sạch, giải tỏa đâu có đền bù. Còn ông đẻ chị em của em ra lùng lùng thun lại thì nó loài cái khác mà. Điện nước 220. Muốn điện là có điện mà muốn nước là có nước. Làm như ở dưới cùng sai với em hay không mà làm dữ vậy, ủng hộ em quá. Cùng sai không á, chị em bạn gì tôi dưới đây không rồi. Anh xin lỗi chùm lên em ơi, mấy anh ở dưới địa quá. Mấy anh cũng ngộ lắm nha, ở nhà đó đồ ngon quá, không bao giờ ăn, lúc nào ra đường cũng có động từ ăn ở trong miệng hết trơn. Ồ, ý là em làm sao? Chứ còn gì nữa, phải không? Nghĩ lại đi, nhỏ xíu học ăn học nói, lớn lên chút xíu học ăn nói bậy bạ, lâu lâu bị ăn bộp tai. 18, 19 tuổi học ăn diện. Ăn diện làm gì? Cô gái về ăn thịt. Ăn thịt mấy con kia được, ăn thịt tôi, ba đình tôi bắt nắm đầu về ăn cưới ăn hỏi, về ăn nằm đẻ ra một bầy con. Bởi vậy giờ mới ăn năn hối hận. Làm gì ăn năn hối hận? Thì đó, ăn không ngồi rồi cưới vợ sanh con rồi nuôi đâu có nổi đâu. Mà cũng may cho mấy anh lấy nhầm con vợ giỏi cho nên về gia đình mới ăn nên làm ra. Mà một khi ăn nên làm ra là đàn ông ăn gian nói dối. Đó, ông kia ông giục đồ luôn hay chưa? Nói đúng quá mà. Em ơi, cái gì? Ai ăn gian nói dối chứ anh. Anh thề với em, anh chưa bao giờ nói dối với em hết à. Đúng rồi, anh không nói dối tôi mà anh nói đi Việt Nam thăm má một tuần mà quất 6 tuần không thấy cái bóng nữa. Em ơi, cái vụ 6 tuần đó là có nỗi khổ. Em phải cho anh từ từ giải thích chứ. Nói sao? Em biết sao không? Cái con nhỏ mà chân dài nó có cặp dừa giả đó em. Nó lợi dụng anh lúc ngủ sai trên sóng nước. Nó lột sạch anh vậy đó em. Trời đất ơi, cái nào em không dám bao. Chứ chồng em mà lột sạch ngoài biển là cá mập nó còn chết, chứ đừng nói cá lòng tông. Em kỳ quá, anh nói lột sạch đây là nó lột hết dây chuyền đồng hồ em mua tặng cho anh đó. Rồi nó để lại một bức thư dằn lên bụng anh. Ủa nó dằn lá thơ hả? À? Tôi giờ tưởng nó dằn nãy chú xanh với ba cây nhang luôn chứ. Đâm hoài à. Em biết sao mở bức thơ lên đọc. Trời ơi. Gì vậy? Anh ơi, mình đã trôi xa quá bờ, em phải bơi về để kịp giờ đi vũ trường. Thôi chúc anh good night. Hả? Tái bút hiện vật của anh em hứa sẽ bảo đảm cẩn thận. Trời vừa lắm. Em biết sao không? Tức dùng hết sức bình sanh bơi trong bờ, bơi vô bông bờ hận nó bao nhiêu thì anh nghĩ lại anh mới biết là anh yêu em bấy nhiêu. Anh yêu em như rừng yêu thú dữ. Ý ông nói em thú hoang dã không? Baby. Gì? Ý anh nói là anh yêu em như trời xanh yêu mây, như cây yêu đất, như tất yêu dài, như chài yêu cối, như gối yêu chăn, như khăn yêu cổ, như thuốc bổ cho đàn ông, như cô long yêu dương quá, như một ná hai chim, như lời trái tim anh muốn nói. Nói gì? Honey. Gì? I am sorry. Tha thứ. Tha không ấy chị? Tha không? Tha không? Ăn ở sao mà nguyên rạp nói không vậy ba? Mấy bà là chị em tôi, giờ mấy bà nói không làm sao em dám nói có? Xin lỗi anh, tim em đã chết như thịt ớt xào lăn. Như trăng đã khuyết, lòng em đã quyết, never see you again. Bỏ này lấy cái khác luôn. Trời, mấy bà vỗ thôi, anh vỗ theo làm cái gì? Mấy chị hại chết em rồi đó. Cái gì? Baby, there's the only you in my heart. Nothing gonna change now. There's the only you. Đừng hát, đừng hát. Mỗi lần gây lộn, ông này ông hát lên là nấu canh cà chua ăn một tháng không hết. Ủa sao vậy? Hàng xóm ta chọi qua đâu ba. Hát dở mà ham hát dễ sợ. Hát dở mà em ơi. Không có, mỗi lần gây lộn anh hát lên em phải quề liền. Ăn quề, mệt quề, lắm anh biết không? Quề thôi được rồi. Nhưng mà em nói anh nghe, vợ chồng sống với nhau đâu phải hở cái anh cứ đem ra so sánh nhỏ dò dài dò ngắn. Anh cứ so sánh em trẻ em già. Ngày xưa lấy em trẻ quá mà anh. Hồi đó lấy em mới 18 tuổi mà trời quý vị biết lúc đó em trẻ măng như trăng mới lú vậy đó. Anh nói về với anh đi, anh sẽ khám phá cuộc đời em. Về em phá không đâu có khám. Em mới banh xác vậy chứ đó em đẹp lắm mà quý vị. Ngày xưa em cao 6 feet đó quý vị. Hả? Em về em quỳ gói em hầu hạ không riết mà giờ em còn có 1.6 Ôi em ơi em lố quá à. Thôi. Chứ còn gì nữa. Anh xin lỗi. Tôi giận chứ. Thấy không, ngày xưa lấy tôi cũng trẻ cũng đẹp vậy. Ai lấy về thôi ở thời gian không già. Rồi lấy hoa hậu về coi 60 năm sau có nó già không. Bộ quỷ sao không già. Tôi nói cho ba anh biết cúp điện nhà ngói cũng như nhà tranh. Con nào thì cũng hai con mắt một lỗ mũi thôi. Chứ bộ hậu cúp điện đi nó loài ra cái khác sao mấy ông mê.
đâu không là da thịt, đúng không? Ôi, anh biết. Vợ chồng sống nhau vì cái tình cái nghĩa nữa. Về già anh trúng gió đè xuống còn có người cạo cho anh hiểu. Đúng không? Đúng không? Vợ chồng sống nhau là vì cái tình cái nghĩa. Ông bà ta có câu hay quá mà chồng em không bao giờ nhớ chứ. Ê câu gì em? Vợ chồng là tình nghĩa dài lâu, lẽ nào cứ cấu véo nhau cả đời. Kẻ bớt tiếng, người bớt lời, cơm sôi mà bớt lửa thì có đời nào khê. Bởi vậy đó, má nói anh cưới được em, cuộc đời này anh là quá may mắn. Hạnh phúc nhất là có em, phải không? Má anh về đây nè, má anh dạy anh một câu. Má nói về đây phải đọc liền cho vợ con nghe nha. Má nói kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu. Nể vợ bớt u sầu mà bỏ vợ lên đầu là trường sanh bất tử. Ghê quá. Nhưng mà em khoái. Phải không? Vô liền. Bây giờ hai chồng mình vui vẻ hạnh phúc rồi, chào cái cho bà con vui vẻ hạnh phúc như hai đứa mình luôn được không? Quá được. Diệp Hương, Hoài Tâm, xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Thank you.